Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Trong clip này thì mình có đi test chất âm và công suất của con đẩy bãi đến từ thương hiệu DARE, có model là HA22. Như trong clip trước mình đã giới thiệu thì con đẩy này nó chạy công nghệ mạch của thương hiệu B3 và có phần nội thất bên trong là giống hệt với thương hiệu B3. Và nguồn gốc xuất xứ của thương hiệu này thì nó đến từ nước Đức. Và quý khách nào quan tâm đến thương hiệu này thì hãy vào Google và gõ từ khóa là DARE Audio thì sẽ ra trang web chính chủ của thương hiệu này. Công suất của con đẩy này thì như chúng ta nhìn vào cái phần nội thất bên trong ở đây, biến áp nguồn này và khối tụ lọc nguồn và áp cấp từ biến áp nguồn đưa ra thì nó đạt ngưỡng công suất ở cỡ khoảng 900W một kênh khi ghép loa trở kháng là 8 ohm. Trong clip trước thì mình có giới thiệu và cũng đã nói rất là chi tiết về các linh kiện và phần nội thất bên trong của con đẩy này rồi. Trong clip này thì mình có đi test chất âm và công suất cũng như quay qua lại một chút về cái phần nội thất linh kiện của con đẩy này để cho những quý khách chưa xem ở những clip trước thì có thể xem qua ở trong clip này. Đầu tiên thì đây là cái phần biến áp nguồn này và cầu diốt nắn điện xoay chiều sang điện một chiều thì nằm ở phía bên dưới, nằm phía bên dưới cái bên tụ này. Họ tận dụng cái lắp đáy để làm mát cho những con cầu diốt. Và đây là cái các khối tụ lọc nguồn. Mỗi vế thì có 6 quả tụ lọc nguồn và cái đời này thì được sản xuất vào năm 2018. Ở đây thì cái tem này là của hãng này, được sản xuất 2018. Nên tất cả các linh kiện từ tụ lọc nguồn cho tới các linh kiện trên hai bên công suất nó còn đẹp gần như là mới tinh. Và mọi người có thấy tụ là nó còn rất là mới và đẹp, chưa có dấu hiệu bị khô, lồi. Đấy, gần như là họ khai thác mới ít thôi. Sản xuất 2018 nhưng mà sử dụng thì chắc quãng khoảng 2020-21 đổ về đây. Nên nó còn rất là mới. Ở đây là các linh kiện ở trên bên công suất. Sò thì được nằm dưới phía bên dưới và nó sử dụng cái dòng sò LJW có mã là 0302 và 0281. Và như quý khách đã biết thì hoặc là những anh em thợ nào có xem cái video này thì mọi người cũng đều biết là cái dòng đẩy công nghệ mạch B3 thì nó sử dụng rất là ít sò. Cái con nào nhiều thì cũng chỉ lên tới 16 sò một kênh thôi là nhiều. Cái công suất nó đưa ra thì nó không phải là phụ thuộc vào cái số lượng là nhiều sò hay là ít sò. Tuy nhiên thì nó cũng phải đủ, hãng họ sẽ tính toán đủ. Công suất nó đưa ra khỏe hay không thì đầu tiên nó phải là ở biến áp này. Biến áp nguồn, nó cấp nguồn ra bao nhiêu vôn. Sau đó thì đến khối tụ lọc nguồn thì hãng sẽ cũng phải tính toán làm sao nó phù hợp với cái áp cấp từ biến áp đưa ra. Cái tụ này, sau đó thì với phần khuếch đại công suất. Thì cái con đẩy này thì nó thêm cái dàn bù áp này. Nó khỏe thêm cái dàn bù áp ở đây. Bằng MOSFET nhé. Mỗi kênh này thì có 8 con MOSFET. Nếu cái mã công suất nhỏ hơn ấy, thì nó chỉ có 4 con thôi thì công suất nó sẽ đạt khoảng 4 đến 500W. Nhưng cái mã này thì công suất nó lớn, nó ngưỡng khoảng 900W một kênh khi ghép nó trở kháng là 8 ohm. Hãng thiết kế thêm là đi tổng nó có 8 con bù áp. Đấy, nên nó rất là khỏe. Và cái vỉ đằng sau này thì với cái đời này thì hãng đã tối giản rất nhiều cái linh kiện như một số cái công tắc gạt ấy. Thì ở những cái đời trước là nó hay bị tậm tịt, sậm xẹt ở những công tắc gạt. Đó là những cái bệnh vặt ở trên cái vỉ đuôi của những cái đời đẩy B3. Như mã 203, 206, 208 đổ về trước ấy, thì nó hay bị lỗi vặt. Nhưng còn với cái đời này thì hãng đã loại bỏ những cái phần không cần thiết đi để cho nó được lành hơn. Đó là cái vỉ sau. Còn đây là vỉ khởi động mềm trước khi cấp điện 220 vào biến áp này. Đó, đây thì mình có giới thiệu qua một chút thôi. Hình thức mặt trước con đẩy này thì cũng khá là đẹp. Mặt phay nhôm, nhôm rất là dày. Nó phay nhôm rất là sắc nét. Tên thương hiệu này. Hai chiếc áp nhỏ là đặc trưng của cái dòng đẩy B3. Đấy, chiếc áp nhỏ nhé. Tên này, thương hiệu này cũng đến từ Đức này. Đấy. Và bên này thì bên mình có thêm một con. Con này là con 4 kênh. Con này thì có tên B3 luôn. Beta 3D. Mã là XA 4.04. Đẩy 4 kênh. Con này thì công suất đạt chỉ có 400W một kênh thôi. Công suất này thì có thể ghép với hai đôi loa bass 30 từ 190 côn 76. Là đánh ok. Vì dòng đẩy B3 này công suất của nó là công suất thực nên nó đánh hai cặp 30 rất là căng. Hình thức mặt trước đấy khá là đẹp rồi. Ở đây là phần nội thất các linh kiện bên trong. Con này thì là hàng tuyển chọn nên nó còn rất là đẹp và mới. Số lượng thì cũng chỉ có một con duy nhất thôi. Biến áp nguồn này, tụ con này cũng sử dụng là 2, 4, 6, 8, 10. Tổng nó có 10 tụ và dàn tụ thì còn rất là đẹp rồi. Đây, tụ đấy, 10 tụ cho 4 kênh. Và đây là các main công suất. Main công suất thì còn rất là mới. Quý khách
mua đẩy bãi thì muốn nó bền hay không, dùng nó có được lành hay không, thì cái linh kiện thì trước hết là nó phải zin và còn đẹp, thì cái độ khai thác nó còn ít nên là về chúng ta dùng thì rất yên tâm. Con này thì phần vỉ đuôi đây, bốn dơ le đóng mở cho bốn kênh riêng biệt, dơ le khối khởi động mềm. Các linh kiện này, con này thì đánh hai cặp 30, quạt gió của B3 thì luôn luôn là xịn sò và chạy rất là êm. Với con đẩy 4 kênh này thì mình cũng xin báo giá để mọi người có thể nắm được. Với con này thì bên mình sẽ giao bán với mức giá là 4 triệu 800 nghìn đồng, giá bao ship tận nhà cho khách và bảo hành là 12 tháng cho quý khách yên tâm sử dụng. Ngoài thời gian bảo hành 12 tháng thì bên mình nhận hỗ trợ sửa chữa tất cả các bệnh trên những cái dòng đẩy B3 mà bên mình có bán ra cho mọi người. Đó. Giá là 4 triệu 8 bao ship mọi người nhé. Với con bên này thì có mức giá là 3 triệu 8. Công suất nó lớn hơn, nó đạt khoảng 900 watt một kênh, có thể ghép với hai cặp loa full ở bát 30 từ 190 côn 76, hoặc ở đây thì mình có ghép với một cặp loa bát 40 của hãng B3, cặp này là côn 100 từ 220 côn 100, cặp này từ 220 côn 100, công suất là 500W, nó đánh rất là căng, hàng xịn của B3 này. Mã là ES2050. Cái loa này thì mình có giới thiệu trong clip trước này, cái công suất là 500W này. Đó. Hiện tại thì mình đang không sử dụng súp mọi người nhé. Trong clip test này thì mình không sử dụng súp. Ở đây là những con súp điện của thương hiệu BF, hàng mới về mình chưa có giới thiệu. Súp điện này cũng không cắm điện này. Nên con súp dưới kia cũng là con súp điện của B3, chỉ sử dụng con đẩy này thôi. Ok, và tiếp theo thì mình lại test một cái đoạn nhạc đánh công suất cần công suất lớn để mọi người nghe về cái chất âm của cái con đẩy này, nó đánh xem có căng không. Tiếng thì rất là sáng rồi. Mình sẽ vặn maximum nhé, còn đâu thì tín hiệu sẽ được thúc ở trên vang số này xuống. Đèn mới bắt đầu mới nháy đèn đầu tiên thôi. Đấy. Vừa rồi thì mình có mở tín hiệu là đèn mới nháy cái đèn đầu tiên này thôi, và quạt thì còn chưa chạy, quạt chưa chạy nhé, chưa nóng nên chưa chạy. Nên là con để này nó đánh cặp loa này thì đã là rất là căng rồi. Mình nghe thực tế này thì bát đánh đã rất là sâu và khai thác được khoảng tầm 50% chất âm của cặp loa này rồi. Nên bây giờ mình sẽ vặn thêm nhé. Đèn mới nháy ở đèn thứ nhất thôi. Đánh rất là căng rồi. Dạ vâng, và vừa rồi thì mình có test một đoạn chất âm nhạc này là cũng là nhạc mạnh đấy, để test về chất âm và công suất của con đẩy này. Thì với công suất nó đưa ra thì hiện tại là quạt mới bắt đầu chạy nhé, rồi mình đánh nó to thì quạt mới bắt đầu chạy, chạy rất là êm. Công suất của con này thì cứ bao cho mọi người là đánh hai cặp loa bát 30 từ 190 côn 76, hoặc là
một cặp bát 40 từ 220 cô 100 là ba cho mọi người đánh căng đét luôn. Hình thức mặt trước của đẩy thì khá là đẹp. Số lượng bên mình là có 20 con, gần 20 con thì đã bán đi khoảng là 4-5 con rồi. Cái còn lại thì tất cả đều đẹp như nhau. Giá là 3,8 triệu bao ship, bảo hành 12 tháng. Sau bảo hành thì sẽ hỗ trợ sửa chữa. Và quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng đẩy này thì em vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại trên góc tay phải của màn hình video. Những con đẩy B3 rất là đẹp và rất là đáng chơi. Vì nó còn rất là mới nên là cái độ sử dụng là rất là ít. Chúng ta về sử dụng nó rất là yên tâm. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng đẩy B3 này, hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại trên góc tay phải màn hình. Hoặc quý khách có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem và test những sản phẩm đẩy và loa karaoke. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo.